Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 13 tháng 1. Đáng nhẽ Kim Ngọc không có lên video, nhưng mà tại vì Kim Ngọc xin được tổng kết lại cái size Atlas đó, để cho các chị biết rằng là vừa rồi Ngọc lên những cái ri từ size medium cho tới size true Atlas, hay là từ size medium cho tới size 3 Atlas còn được những cái size nào, thì Kim Ngọc sẽ được tổng kết từng size. Nhưng mà hôm nay thì Kim Ngọc sẽ lên cái size Atlas trước. Tại vì Ngọc sợ là Ngọc lên không có đủ được các size, cho nên Kim Ngọc sẽ lên hàng tuần tổng kết lại và những cái sale cho các chị. Và những cái mặt hàng khi mà Ngọc đã nói sale thì có nghĩa là Kim Ngọc sẽ không dù cho các chị mua bao nhiêu thì cũng sẽ là ở cái giá đó. Ví dụ như 25 đồng thì 3 áo thì sẽ free shipping, và 4 áo thì cũng là 25 đồng. Dạ, sẽ không có giống như kiểu là không phải Ngọc nói trên cao lên để bắt đầu là khi mà các chị chốt đó xuống thì mình bớt. Cái đó thì trừ khi nào mà gọi về là cái hàng đầu tiên mà Ngọc đã tính giá mắc thì mới như vậy. Còn hiện tại bây giờ tất cả mọi cái Ngọc sale hết cho các chị. Cho nên Kim Ngọc cảm ơn các chị đã thương ủng hộ cho Ngọc. Và các chị nào khách mới thì cho Ngọc biết vòng ngực vòng eo của các chị là bao nhiêu, và Ngọc sẽ đưa cho cái mã số của form, gọi là cái mã số của cái số đo form nhà Ngọc, để cho các chị mặc thử cái nào form của người ta. Thì Ngọc nói form của người ta thì có thể chật tay, hay đó là form của người ta không phải nhà Ngọc. Cho nên nếu các chị mà mua thử thì các chị mua theo kiểu giống như là một hai áo, nhưng mà nếu mà gọi là đổi trả thì Kim Ngọc không có bán theo kiểu đổi trả. Cho nên á, ví dụ như có 25 đồng áo đây mà mua ba áo Ngọc đã gửi 15 đồng rồi, mà bây giờ nó đổi trả các chị chịu tìm đó. Nhưng mà Ngọc không muốn rằng là khi mà gửi đi khắp nơi rồi cứ như vậy hoài nên mình cũng bán không được, cho nên Ngọc không tính theo cái giá kiểu các chị đổi trả. Cho nên các chị thương, nếu mà chính xác được theo cái số đo thì các chị hẳn mua ha. Còn nếu không thì các chị mua thử, hoặc là nếu không vừa cho tặng bạn bè hay là gia đình hay là có con cháu đông thì hẳn mua. Còn nếu không thì các chị nếu cảm thấy không có bà con thì các chị đừng có mua thử, mà theo kiểu như là mua là không thích sẽ trả lại, hay là không vừa với tôi nghĩ vừa mà không vừa cái mà không bán kiểu vậy ha. Tại không có lời bao nhiêu đâu để mà làm như vậy, khỏi là không có lời luôn á. Cho nên là các chị thương giúp Ngọc ha. Đây là cái bộ này, bộ ánh sao mà Ngọc nói vừa rồi về đó. Thì bây giờ size Atlas thì Ngọc còn được gọi là cổ kiền đó, màu màu đỏ này là đỏ giống như không phải là đỏ đô, mà nó không phải đỏ tươi, nó đỏ giống như một cái tông nói sao ta, nó một cái tông giống như là nói đi nè, đó một cái em đỏ tươi đỏ, còn một em đỏ cam hả, thì hai cái cũng là đỏ tươi nhưng mà nó là đỏ cái đỏ cam đỏ tươi. Dạ vâng, một bộ thì 55 đồng cũng y chang vậy. Tại vì sao không, tại vì cái này là hàng luôn tay, luôn bằng tay, không phải may máy may mà Ngọc đặt ở tiệm. Cho nên vì như vậy Kim Ngọc đã cố gắng lấy cái giá. Thì nếu có chị mà lấy cái bộ thứ hai thứ ba thì cũng chỉ có 50 đồng. Bộ thứ hai thứ ba gọi là bộ quần thường, đây size Atlas, thì Ngọc sẽ tổng kết ngày hôm nay có những cái màu nào thì Ngọc còn mà thôi, còn ngoài ra thì Kim Ngọc không còn những cái màu khác khi về ri nha. Cho nên Ngọc mới đưa vào cái gọi là tổng kết đó để cho các chị dễ mua ha. Dạ vâng, tại trời lạnh nên Ngọc mặc cái áo nhung đó nha, phải mặc những cái kiểu này cho các chị coi, nhưng mà mới đi lễ về nó hơi lạnh. Dạ vâng, Ngọc còn cái cổ kiền, Ngọc hết có cổ rồi nha. Ngọc đưa cái bộ nào ra bộ đó, 55 đồng một bộ. Các chị mà lấy cái bộ thứ hai, bộ thứ ba thì ba bộ Kim Ngọc với phi shipping. Dạ vâng, mà bộ thứ hai, bộ thứ ba thì chỉ còn có 50 đồng một bộ. Đây là hàng luôn tay, Ngọc sẽ không coi như là không có đặt một những cái màu nào trở lại. Còn cảm ơn các chị có nói rằng là nếu như các chị mà đặt lắm rồi thêm bộ này bộ kia thêm cái mẫu, Kim Ngọc không làm được, tại vì Ngọc mua theo kiểu giống như là cứ mỗi một cái cây vải như vậy thì họ sẽ may cho mình ha. Cho nên không phải là Ngọc mua theo kiểu từng khúc vải từng khúc vải, cho nên các chị đặt lên Ngọc không làm được. Kể cả cái em cườm vải mã não này cũng vậy thôi. Thì nếu như mà họ đặt có một cái miếng vải thì họ sẽ không có làm được. Họ có mua một cái vải như vậy. Không phải không làm được, họ làm được. Nhưng mà giá hơi cao, nó hơi mắc đó. Mà Kim Ngọc mua số lượng nhiều thì mới là 80 đồng một bộ. Mà bây giờ đặt có một bộ á, thành ra giá nó cao, Kim Ngọc không muốn bán. Cho nên là Kim Ngọc nói như vậy để cho các chị biết rằng là các chị cứ nói Ngọc là cứ bán không có hàng đặc biệt. Có lẽ các chị khách cũ đã biết, nhưng mà còn các chị khách mới không hề biết. Ngọc bán rất là nhiều năm năm nay rồi, nhưng mà bởi vì cái hàng này là cái hàng mà người ta kết riêng cho mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái vải Ngọc lại mua chỗ khác, vải Ngọc mua một chỗ và Ngọc tới cái chỗ này kết, cho nên cái chỗ này họ không có bán vải. Cho nên vì như vậy nó mới có cái problem là phải đợi cái bên vải đưa qua họ có chấp nhận bán cho mình từ cái gái không. Cái họ nó họ bán được nhưng mà giá không còn như vậy nữa. Thì Ngọc có lẽ Ngọc xin lỗi các chị, cái nào mà cái mẫu nào và cái màu nào các chị đặt rồi hỏi chừng 5 bộ thì Kim Ngọc mới làm, chứ còn ngoài ra một bộ thì Kim Ngọc không có đặt được ha. Ngọc xin lỗi các chị là Ngọc có hỏi thì cây vải họ không cách lẻ như vậy. Họ nói cách lẻ thì giá khác. Dạ vâng, thì nó cũng đúng thôi phải không? Mình lên đây kiểu giống như cả một cái ri Ngọc đặt coi như là tổng cộng là mười mấy bộ như vậy ha, thì nó mới khác ha. Người ta làm chung với cái ghi ánh vải anh Tuấn anh sao này người ta mới gửi cho Ngọc đó.
nhưng mà Ngọc chịu cái số tiền nó khác, một bộ Ngọc gửi số tiền sắp khác các chị. Rồi đây là cái size, là size Exlot, thì phong dáng của nhà Ngọc thì vòng ngực của nó là 94-96 và vòng eo là 78-80. Bên trong thì cái này họ có chừa, các chị có thể nới được 2 cm mỗi một bên ha. Và các chị khi mà Ngọc nói như vậy á, các chị nói ủa tại vì sao cái này bên trong nó không có dư, mặc rất là thoải mái, có nghĩa là cái rập này, cái form này Ngọc đã đặt như vậy rồi là 94-96 mà các chị mặc thoải mái, có nghĩa cái vòng ngực của các chị là 98 bởi vì bên trong họ không có để dư, có nghĩa là gì, họ may sát ra bên ngoài cho nên nó bên trong nó không có dư vải. Cho nên các chị mà cảm thấy ô tại sao mà bên trong không dư vải mà sao Exlot sao tôi thoải mái, có cái vòng ngực của các chị là 98 đó chứ không phải vòng ngực của các chị 94. Tại vì Ngọc, người ta đã may ra riêng ra rời đó như vậy, có nghĩa là người ta các thợ may tùy theo thợ ha, không phải chỉ có một người may, cho nên là có người nào mà họ may đúng cái form của Ngọc á, cái rập của Ngọc á, thì có nhiều khi là họ cắt đúng cái rập rồi, nhưng mà cái người may nữa các chị, một người may là người khác, họ sẽ để bên trong dư 1 inch thì có nghĩa là cái áo này sẽ là 94 đó, các chị nới ra có thể được 94, 96 hoặc 97. Nhưng mà khi mà người ta đã nới ra rồi, các chị nhìn bên trong mà thấy không có dư, có nghĩa cái vòng ngực của các chị đã tăng chứ không phải là ở cái vòng ngực 94-96 Ngọc nói. Cho nên các chị nói ủa tại sao thấy không có dư mặc chật, có nghĩa các chị vòng ngực của các chị là 98 ha? Vòng ngực 98. Nếu các chị mà vòng eo của các vòng ngực các chị mà 92, vòng eo 98, vòng eo của các chị là 80, các chị phải lấy size Exlot dùng Ngọc. Các chị không mặc được size Lot. Mà nếu như các chị vòng ngực 92 của size Lot mà vòng eo là size Exlot thì các chị lấy size Exlot và thâu vô cái vòng ngực. Hoặc là các chị mặc cái áo ngực push up. Ngọc nói lại ha. Nếu các chị không thâu vô được cái vòng ngực hai bên hông thì các chị phải mặc, một là mặc rộng chút, hai là các chị có thể phải mặc cái áo ngực push up thì mới có thể vừa nhá. Áo dài thì không cần bó chặt đâu, các chị đừng có mặc bó chặt ha. Nó rộng, nó vừa vừa rộng rộng để có thể là các chị mặc được. Nhưng bởi tại sao Ngọc nói phải push up một chút để cho cái vòng ngực trên của các chị nó đầy, nó ăn gian được cái độ đầy của nó, cho nên Ngọc mới nói các chị mặc phun sấm. Chứ còn thực sự ra là nếu các chị không mặc lên thì cái độ căng ở trên đây người ta không biết, hay người ta kêu là giống như mình mặc không có đúng sai đó. Đó, thành ra các chị ăn gian như vậy là bởi vì trong cái form nhà Ngọc các chị có thể mặc được như vậy, còn cái form ngoài chợ các chị không mặc được là vì cái vai của các chị sẽ bị chật nha. Tùy theo để Ngọc nói cho các chị, đây là tuy là Ngọc đặt nhưng mà cũng là may theo số lượng, số hàng chung các chị ơi, không phải may riêng cho mình nha, cho nên là cũng khó ha. Cái đó chỉ còn có một bộ cổ kỳ mà thôi, Ngọc chỉ còn có một bộ duy nhất. Và đây cũng chỉ còn có một bộ duy nhất là bộ có cỡ màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc nha, chỉ còn một bộ duy nhất. Một bộ là 55 đồng, đây là hàng luôn tay. Cái tay áo cũng luôn cái cổ kỳ thì luôn bằng tay áo, cái bên cái tài bên đây luôn tay áo. Cái lai họ cũng luôn là luôn bằng tay đó các chị. Mình lấy thử thôi lấy thử, cũng vậy luôn nha. Ngọc nói giá của một bộ trước nha, 55 đồng một bộ. Bộ thứ hai 50, bộ thứ ba cũng 50, Ngọc phi shipping. Ngọc nhắc một lần với các chị, tại sao các chị cứ nói Ngọc cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà nhiều khi các chị quên á, ham mình nhắc lại thôi. Nhiều khi Ngọc nói nhanh á, các chị nghe không kịp thì Ngọc nói lại thôi. Dạ vâng rồi. Đây là màu đỏ tươi nha, đỏ cam đó các chị, đỏ cam ha. Đỏ, nếu mà ai nói tôi muốn đỏ thật đỏ, dạ vâng đây là đỏ cam. Đỏ thật đỏ, đỏ tươi nhưng mà nó đưa vào cái ánh cam thì nó mới rực rỡ được nha. Đó, nhưng mà đây Ngọc da ngâm nè. Màu đẹp kia, màu đẹp lắm. Cái này các chị mặc vào vào những cái dịp trọng đại, những kỳ mà ta gọi là lucky hả, những màu đỏ là dễ các chị ha. Mình lâu lâu mình phải có một bộ đỏ đó các chị để mặc trong những ngày lễ, Ngọc sẽ giới thiệu với các chị. Đó. Ok. Đây á là cái này một bộ đầy cổ kiền cũng vậy, Ngọc còn size Exlot nha, Ngọc còn size Exlot nha các chị. Vòng ngực size Exlot là 94-96, vòng eo 78-80. Đây là họ ấy, là cái cổ kiền là họ sẽ viền bằng tay đó ha, họ luôn chỉ bằng tay, tay áo cũng vậy ha. Đó. Ngọc có màu đỏ tươi này, Ngọc có hai bộ, có cổ và cổ kiền. Đều là luôn tay nha, luôn tay. Các chị lấy ba bộ đi để Ngọc có thể phi shipping cho các chị ha. Cái này đẹp lắm á, các chị sẽ không có hối hận khi các chị lấy cái mặt vải ánh sao này đâu. Nếu ai đã mua rồi đó thì các chị mua để làm quà đi, cái này giá trị vô cùng, không có đâu, các chị không thể nào đặt được theo kiểu giống như mà một bộ như vậy mà đặt đúng cái thợ mà mình làm đâu các chị ha. Cái form cũng rất là quan trọng ha, cái vòng nách à, cái vòng nách, cái này thì cái bên trong cái bắp tay cũng vậy nè, họ cũng chừa rất là nhiều các chị có thể nới ra nha, bắp tay nè họ chừa cũng nhiều đó.
thường giống như là mấy cái cô thợ này họ nói tại sao bên Mỹ bắp tay to cho nên cứ may theo kiểu Việt Nam nó nhỏ nhỏ, nhưng mà bên trong họ dư vậy nè. Cái đập của mình nhiều khi mình đặt á, mình đặt bên 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 nói không, nếu mà mấy cô mà cứ may theo kiểu vậy thì phải để chừa bên trong vải để có gì người ta nới ra chứ, hay là hôm nay mình ốm mà may ngày mai cái mình mập thì mình phải có chỗ mình nới ra chứ các chị, phải không? Cho nên Ngọc nói rập Ngọc đặt đó là phải may dư cho Ngọc ha. À, các chị cứ nới 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 ra hả, à, ra ra tiệm mình xem thử coi là mình đã mặc được cái size nào. À, đo đo giùm mình đây, cái này size atlas là Ngọc đã giữ cho ai, nhưng mà bây giờ bởi vì 2 ngày các chị không trả lời trả vốn á là kêu Ngọc sẽ được bỏ ra ha. Đã Ngọc giữ nhưng mà các chị không có trả lời trả vốn cho Ngọc á là 2 ngày rồi thì Ngọc được sẽ được bỏ ra. Rồi đây là đỏ đô một burgundy ha, burgundy rồi Ngọc còn một bộ burgundy này mà thôi có cổ ha, size atlas. À, cũng vậy cái chiều dài đó các chị, đôi khi có những người thợ họ cắt đến 143 đó các chị. Ngọc đo lại rồi đó, đợt vừa rồi Ngọc tự Ngọc đặt là 140 với 42 thôi ha. Nhưng mà có những cái đến 144, 45 luôn đó các chị. Nhưng mà tùy theo màu đó, tùy theo mẫu đó. Chứ chứ mình đặt là một chuyện các chị ơi, mà họ may là một chuyện khác. Đó, có những cái bộ đó, ủa tại sao mà Ngọc đặt có 144 hoặc 142 đến 145 đó. Có những cái màu màu loại như vậy. Đó, cho nên là các chị là phải 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 này, cắt like thôi, cắt like thôi chứ giờ làm sao giờ. Hả? Nha, cắt like nhá. Các chị không mặc dây cao được thì cắt like thôi. Đó. Rồi. Cũng vậy nha, đi màu burgundy, màu đỏ đô. Đó, size atlas. Ngọc còn một cái màu tím Huế cổ kiền. Màu tím Huế cổ kiền size atlas, tiếp tục size atlas, Ngọc còn một bộ tím Huế. Size atlas nha. Chứ size true atlas là Ngọc sẽ giới thiệu qua true atlas ha. À, size lót, size M hay là size gì đó thì Ngọc sẽ giới thiệu qua ha. Nhưng mà cái này thì nó còn size lót và size atlas. Cái này thì cái bộ này còn size lót và atlas. À, Ngọc thấy có nhưng mà thôi kệ, để tới cái size nào ấy đó. Ngọc thấy có cái size atlas. Đó. Rồi cái này bên size atlas có nha. Size lót và atlas Ngọc đều có cái bộ này một bộ. Rồi, màu này là màu tím cẩm, tím 10 giờ ha. Tím cẩm, tím 10 giờ cũng có size atlas ha. Cái này Ngọc có size atlas và size lót. Cái này Ngọc có size atlas và size size lót các chị. Cái này màu tím cẩm tím 10 giờ đó. Ngọc có cái này bộ nha, vẫn là bộ ha. Đó, Ngọc có size lót và atlas luôn các chị. Ngọc có size lót và atlas luôn. Vẫn là còn đang là hàng luôn tay nha, Ngọc tổng kết lại cho các chị. Đó. Đây là cái hàng mới cho nên là Ngọc vẫn vẫn ở ở cái ri cho nên nhưng mà nó vẫn có size atlas, Ngọc tổng kết size atlas cũng nói cái này cũng vậy luôn. Cái này Ngọc có size lót và atlas luôn. À, ai mà muốn chị em mặc giống nhau mà có 2 size thì các chị có thể các chị lấy được ha. Cái này á có 2 cái tím này thì còn được size lót và atlas. Nói chung Ngọc sẽ tổng kết size lót cho các chị. Cái này là có lót và atlas ha, cổ kiền. Đó. Cái này cũng vậy, cái này á cũng có lót và atlas luôn, có cổ tím cẩm nha. Rồi còn cái em này cũng có size lót và atlas tím Huế. Nếu mà có chị nào có mua chị em mình mặc cái xích xoa nha, nhau cái size á, cái này thì không còn không còn size lót nha, chỉ còn atlas mà thôi. Đó, còn cái em này là còn size lót nè, size lót và atlas màu xanh. Đó, cái em này còn size lót và atlas. Ngọc lặp lại cho các chị biết, nhiều khi các chị có hay muốn try thử cái size lót hay cái gì đó. Đây cái này cũng vậy nhá. Cái này còn size lót và atlas luôn. Đó. Cái này còn size lót và atlas. Rồi, cái này cũng vậy, còn size lót và atlas. Rồi nha. Rồi, bây giờ còn một cái bộ nữa là màu xám xám trắng ha. Xám nha các chị. Màu ray đó nha, màu xám trắng đó. Cái này thì là mình có size lót và atlas. Cổ kiền Ngọc hết có cổ rồi. Ngọc không còn có cổ nữa, cái này là cổ kiền ha. Ngọc còn size lót và atlas, size lót và atlas Ngọc còn được cái này. Đó. Rồi nha. Rồi đó là cái bộ ánh sao. Ánh sao loại 1 dày dặn có độ co giãn. Các chị đừng có ngâm qua đêm nha. Mấy cái em này các chị đừng ngâm qua đêm. Nó không có bắt bụi đâu, các chị chỉ cần ngâm nước. À không phải, các chị chỉ cần coi như là mình sẽ pha xà bông loãng ha, ở trong nước đó. Rồi các chị sẽ ấy lên. Rồi đi vào cái gấm ngũ sắc. Cái này có một áo gấm ngũ sắc thôi. Có một áo gấm ngũ sắc các chị ha. Có một cái áo gấm ngũ sắc thôi. 35 đồng một áo. Một cái áo gấm ngũ sắc. Ngọc xem cái này có độ co giãn không ha. Oh, cái này có co giãn. Áo gấm ngũ sắc này có co giãn nha các chị. Đó, có co giãn 35 đồng một áo. Rồi.
Gấm lụa, cái này là lụa ha. À, gấm lụa. Cái này không phải nha xá nha các chị, gấm lụa. Đây bên trong của nó là bên ngoài nè. À, bên trong cái này hả, có nhiều khi người ta may may cả hai mặt đó các chị. Nhiều khi cái loại lụa này là mắc tiền, là bởi vì người ta may được cả hai mặt luôn các chị. Thấy ủa sâm tham các chị thấy ủa giống giống như của Ngọc mà sao màu nó tươi hồng như vậy, người ta cái loại vải này may được cả hai mặt nhé các chị đó. Nhưng mà Ngọc chọn cái bên mờ hả, bên hồng mờ. Còn có người thì người ta may theo kiểu dạng bóng mà cái mờ là hoa, cho nên cái này mặc giống như cái dạng hai da của mình đó các chị, là hai mặt đều may được hả, cho nên bên trong cũng rất là mịn màng nha. Đây loại mà mình may theo kiểu hai mặt được thì rất là mịn màng. 300 đồng một áo. Ba áo thì Ngọc phải phi shipping nha các chị. 300 đồng một áo. Tiếp tục. Đó. Đây là size Exlot nha. Đây là size Exlot. 300 đồng một áo. Tiếp tục một em nữa. Size Exlot. 300 đồng một áo. Còn cái nào ra cái đó nha các chị. Chỉ còn áo nào ra áo đó ha. Đây là hàng riêng Ngọc về mà giờ chỉ còn vậy, coi như là không còn cổ kiền nên các chị khỏi khỏi hỏi là có cổ kiền hay không. Ngày hôm nay Ngọc tổng kết có nghĩa là không phải riêng, cho nên á, là cái nào còn lại cái đó để cho các chị dễ chốt thôi á. Các chị nói Ngọc là các chị không biết còn cái nào, nói Ngọc chụp hình thì Ngọc thôi, Ngọc thà để Ngọc lên like coi như tổng kết cho các chị coi, chứ còn bây giờ chụp hình thì Ngọc không có giờ để chụp á. Cái này chụp hình không có đúng á các chị, nhiều khi á, giống như là màu này giống như là màu nói sao ta, nó ở xong là màu xanh đó, màu xanh cổ vịt hả, màu xanh cổ vịt hả, nó hơi màu xanh cổ vịt mà nó ánh ánh như vậy, rất là đẹp, cái vải này đẹp lắm nhưng mà nó hơi vàng vàng rồi, nó hơi xám xám, nói chung là vải màu lạ đó các chị, màu lạ đó các chị, không có cái này đâu. Phải nói là các chị chắc nếu mà mua tiệm của nhà Ngọc á thì chắc chưa có cái này đâu, Ngọc thấy nó lạ lạ Ngọc mua hả. Đó thì các chị mặc nó có cái ánh ánh xanh, các chị có thể mặc với quần xanh, quần trắng, quần đen ha, hoặc là quần xanh đen nha, mấy cái mẫu này, hoặc là màu tại vì nó có cái ánh vàng vàng cho nên các chị có thể mặc được những cái màu giống như là vàng mạ non đó ha, nhẹ vàng nhẹ đó, màng da đó, thì các chị thì mặc được với nó. Nếu không thì các chị cứ mặc quần đen thì Ngọc thấy cũng đẹp, hoặc là xanh đen ha là cũng được, xanh đen đi cho nó đẹp. Rồi tiếp tục em này còn vẫn là Exlot nha các chị, 300 đồng một áo. 300 đồng một áo. Dạ. Yeah. 300 đồng một áo. Tiếp tục em hồng, 300 đồng một áo, hồng sen. Hồng sen nha, 300 đồng một áo. Đó. Đây là size Exlot nha các chị, 300 đồng một áo. Rồi tiếp tục em nữa size size Exlot. 300 đồng một áo. Đây là dạng này là dạng dạng tơ tằm nha các chị, dạng dạng lụa, gấm lụa chứ không phải là, không phải là nha xá mà cũng không phải là gấm, cho nên nó có cái độ rũ và mịn màng, nó giống hai mặt, người ta có thể may được cả hai mặt nha, giống như một dạng hai da của gấm lụa Thái Tuấn, nhưng mà cái em này thì cũng vậy luôn nha, đều may được cả hai mặt. Rồi cái này á, các này những cái dạng này á các chị đó, những cái dạng này thì các chị, cái này cũng có thể họ may được cả hai mặt. Những cái dạng này á, các chị đừng có ngâm qua đêm nha, tất cả những cái dạng mà lụa của Thái Tuấn, vải lụa Thái Tuấn này các chị đừng có ngâm qua đêm ha. Đó. Và cái này thì nó có độ co giãn bình thường, gọi là co giãn cự ly, chứ họ không co giãn để mà tăng 3 size 4 size. Các chị phải nới ra. Nếu các chị mà muốn rộng rãi thoải mái cho những cái em mà gấm lụa thì các chị có thể mặc tăng một size cũng được, nhưng mà tăng vừa phải thôi, tùy theo cái số đo của các chị để mà mình tăng, chứ không phải mình muốn mặc rộng rãi rồi mình muốn cái size lớn quá cũng không được ha. Yeah. Các chị cho Ngọc số đo vòng ngực, vòng eo của các chị đó. Ngọc sẽ coi cái đó là các chị lấy cái nào. Đôi khi Ngọc thấy đa số các chị là cái vòng ngực nó nhỏ hơn cái vòng eo, cho nên vì như vậy các chị phải lấy cái vòng eo thôi. Mình căn cứ vào cái số lớn để mình lấy áo nha các chị, chứ các chị đừng có căn cứ vào. Đôi khi Ngọc nhìn lầm đó, đôi khi Ngọc nhìn lầm cái gì, vòng ngực của chị có 90 à, cho nên á, các chị nói cái eo 78 thì Ngọc nghĩ là có thể 78 mặc được cho cái size lót, nhưng mà ai ngờ các chị đo không có đúng á, có thể các chị đo không có đúng, cho nên vì vậy các chị đo cái vòng vòng eo không hiểu làm sao, các chị coi như là cái eo nó không phải là 78 mà các chị phải cả 81 luôn, cho nên vì như vậy các chị phải lấy size Exlot, thì cái độ Exlot size 80 thì nó có thể adjust ra được một thêm 1-2 cm, nhưng 1 cm nữa thôi, nhưng mà các chị cứ lấy theo kiểu giống như là 80 mà lấy size lót thì Ngọc nghĩ là các chị có thể đo nó không có chính xác được, cái mình lấy rộng chút xíu ngay từ đầu ha. Đó. Rộng chút xíu thì để các chị có thể dễ hơn ha. Rồi cái này vẫn vậy nhá, à, cũng vậy luôn hả, cái này đều đều là 3 triệu đồng một áo nhá, 3 triệu đồng một áo, đợt mới về đó mà nó hết, có coi như là nó hết có cũ rồi, Ngọc chỉ còn một cái nha các chị, đây là còn một áo, một áo các chị mua thử làm quà có ra sao, 35 đồng mà bây giờ Ngọc chỉ còn có 3 triệu đồng một áo đó các chị nha, còn có mỗi cái chỉ còn một cái, 3 triệu đồng một áo.
Nó là 35, bây giờ chỉ còn có 30 đồng mà thôi nha. Đó, mua ba áo đi để cho hết. Coi như tất cả những cái hàng Ngọc sẽ sale cho các chị, để coi như là Ngọc không có về cái mặt hàng đó nữa ha. Ngọc không về mặt hàng này, Ngọc không về mặt hàng này. Tất cả những cái này ngày hôm nay Ngọc sale cho các chị, để các chị không 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 phải giống như là mặc thử ha. Rồi Kim Ngọc về mặt hàng khác chứ không về cái này nữa nha các chị. Đó, mình thay đổi đi, mình có nhiều chứ. Mỗi người mặc áo dài mặc chỉ có 2 lần là cùng chứ nhiều. Hả, bán giá này rồi còn gì nữa đâu, mà cái hàng gửi qua Mỹ giờ cái gì cũng mắc đó các chị. Các chị ra chợ mua coi, cái gì cũng mắc đó, không có nào rẻ đó. Mà cái hàng này Ngọc cứ vậy hoài, cứ 30 ba mấy hoài, cho nên là Ngọc phải đi kiếm việc khác Ngọc làm á. Ngọc mới xin job mới Ngọc làm đó các chị, cho nên là nhiều khi các chị Ngọc đi làm Ngọc không có trả lời trả vốn cho các chị được, là bởi vì thật sự Ngọc đi làm ở nhà, có nhiều khi Ngọc nhờ ông xã Ngọc chốt hàng dùm đó các chị. Nhiều khi á anh chốt dùm Ngọc đó, có cái size nó dễ, nó biết rồi, nó dễ rồi, các chị đã có những cái mã số rồi trong size, nhìn vô cái size là cứ thế mà chốt hàng cho các chị đó, cái giá là như vậy rồi. Cho nên ông xã Ngọc với con Ngọc ở nhà có thể nhiều khi chốt hàng dùm cho Ngọc, chứ còn thực sự ra mà nói là Ngọc không còn giờ để mà nói rằng là Ngọc sẽ làm theo kiểu giống như là từng cái order từng cái cho các chị nữa. Ngọc xin lỗi các chị, Ngọc không làm được nữa đó, công việc giờ nó tới hàng về mà tự nhiên lại có thêm việc. Chứ Ngọc tính là Ngọc không bán áo dài nữa đó các chị, Ngọc tính đi kiếm việc đó. Cái nghĩ ra tự nhiên nhớ nhớ lại đặt lại, trời ơi đặt lại cho mình thôi mà, rốt cuộc cái bị dụ đặt luôn cho tất cả các chị luôn đó, chứ thật sự gọi là cho Ngọc một cái chuyến sau cùng đó. Nhưng mà thôi kệ hả, biết đâu đó mình có cái duyên với nhau ha, mình làm quen với nhau trên cái tà áo dài nha. Rồi tiếp tục ha, 30 đồng một áo giúp Ngọc với, đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà có duyên á thì mình mặc áo là sẽ vừa, phải không, áo dài trên online các chị ha. Đôi khi cái form của Ngọc có thể với hợp với không hợp với chị, mà có thể hợp với người khác hả, cho nên là cũng cũng khó, không phải dễ đâu. À, tuy là Ngọc may vậy thôi nhưng mà không, Ngọc biết chắc chắn là không thể nào mà vừa tất cả mọi người được, các chị ra tiệm may mà còn chưa vừa lòng được huống chi Ngọc, phải không, hàng rập thì làm sao bằng được ha. Ngọc cố gắng thôi, thật sự Ngọc cố gắng để mà đặt. À, những cái em mà không coi giãn các chị lấy rộng chút xíu, những cái em tơ tầm này các chị này á, nếu mà chị nó có một lớp thì các chị có thể lấy rộng rộng chút xíu mặc cho nó thoải mái nha, đừng có lấy chật quá. Còn nếu ai ham chật thì cứ việc mặc chật thoải mái. Nhưng mà nếu về vòng ngực mà có chật, các chị hãy đổi cái áo ngực cho nó mỏng lại nha, để mình mặc ha, chứ đừng có bỏ cái áo uổng. Hoặc là tặng cái này gấm lụa Thái Tuấn mà, các chị tặng cho người ta vẫn được mà, phải không? Đó, tặng cho người ta ra tiệm mà các chị sửa vẫn còn còn rẻ hơn là các chị mua từ Việt Nam qua, mà theo kiểu đặt ở bên Việt Nam một bộ ha, một áo. Cái này áo lẻ nha, không phải bộ đâu, đây là vàng hoàng hậu, vàng hoàng hậu chứ các chị, vàng hoàng hậu đó, đây là vàng hoàng hậu đều. Đều là cái tà tà này là không phải tà luôn, chỉ có ánh sao tà luôn nha, đều may nhiễn nha các chị ha, may nhiễn. Rồi đây là nha xá, nha xá ha, 25 đồng áo nha xá, ngực 94 eo 78, nha xá trắng, nha xá trắng nó có cái vân vân đó các chị, chỉ có một áo thôi nha xá ha, không có độ co giãn, nó chỉ ít thôi. Rồi 25 đồng một áo. Tiếp tục em Thái Tuấn, ngực 96 eo 80, ngực 96 eo 80, ngực 96 eo 80, 25 đồng một áo. Tiếp tục lộ Bảo Anh 25 đồng một áo, 25 đồng một áo, tất cả chỉ có 25 đồng. Các chị mua ba áo giúp dù Ngọc nha, để Ngọc free shipping nha. Lần trước là phải 4 áo Ngọc free shipping, lần này các chị chỉ cần mua 3 áo Ngọc free shipping. Rồi vải Thái Tuấn luôn ha, ngực 94 eo 78 80, ngực 94 eo 78 80 vải Thái Tuấn ha, vải Thái Tuấn form của nhà Ngọc, vải Thái Tuấn form của nhà Ngọc, 25 đồng một áo, 25 đồng một áo. Tiếp tục vải Thái Tuấn 25 đồng một áo. Đây là những cái áo sau cùng nha các chị, đây form của nhà Ngọc, đây là những cái áo sau cùng 25 đồng một áo, các chị mua để tặng quà làm quà, chỉ có 25 đồng mà thôi, không có ai bán áo vải Thái Tuấn mà Ngọc đặt mà 25 đồng đâu ha. Lụa sò cũng vậy luôn, tất cả ngày hôm nay các chị cũng chỉ có 25 đồng nha. Hôm nay cái lụa sò này 20 đồng, cái lụa sò này hôm bữa hình như Ngọc sale thì phải 20 đồng một áo các chị đó. Những cái áo sale mà các chị mà biết sửa đó, về mà mặc mà sửa đi thì nó đẹp ha. Đây là ngực 94 eo 78 40 đồng một áo. Ren nha các chị. Lớp von nè, xanh đen nha. Von the nè. Von ren nè. Cái von ren nè, von ren nè. Rồi mới tới châm phong mỏng, châm phong.
nha. Đó, 4 triệu đồng một áo. Ngọc còn một cái duy nhất xanh đen, ngực 90, ngực 94 E78, chỉ còn một cái xanh đen duy nhất. Xanh đen 4 triệu đồng một áo. Áo nhung. Áo nhung 4 triệu đồng một áo. Áo nhung kết 4 triệu đồng một áo, ngực 96 E80. Áo nhung là các chị 88 eo mà 80 rồi á hả, thì các chị 96 98 đều mặc được, eo 80 82 đều được ha. Nhưng mà nó ôm thôi. Hả? Nhung này là nhung, nó gọi co giãn, nhung thun đó các chị, nhung thun ha, co giãn tứ tứ bề. Còn các chị mà không thích nới luôn hay bây giờ, cậu thấy không? Các chị thấy trên trên Facebook bây giờ nó có những cái áo mà nó nới luôn cả bốn cái ly luôn các chị. Nhưng mà nó lại cắt ngắn nha. Các chị mà không có mặc bốn cái ly áo dài thì các chị phải cắt ngắn nó thì nó mới đẹp hả. Nhưng mà có nhiều chị á hả, nói Ngọc với các chị mới bung ra luôn, nhìn nó gọn gàng đẹp luôn nhá. Tùy theo cái phong của các chị, cái dáng của các chị đẹp á thì có thể nhiều khi các chị nới ra mà không có thấy giống như nó rộng, cho nên là tùy theo khi mình mặc vô là mình biết sẽ thế nào. Nhớ là nếu mà có nới thì nới hai bên hông trước, rồi nới hai cái ly sau dùng Ngọc, đừng có động chạm tới hai ly trước đó. Nếu mà không được thì mình mới nới hai ly trước ha, mình nới hai cái em hai bên hông, nới hai cái ly sau bung luôn cũng được, nhưng mà may nhuyễn ha, mình may nhuyễn để mà mình anh giang thôi. Đằng trước cũng vậy, các chị nới ra nhưng mà may nhuyễn một đường ha. Đó, 40 đồng một áo, kết kết ngày trước vào bên vai 40 đồng. Áo dài đầm, áo này ô trời, áo đầm nha các chị, không phải áo dài đầm, đây là áo đầm ha, đây là áo đầm vải lụa Mỹ ha, đây là áo đầm nha các chị, 40 đồng một áo. Áo đầm ha, 40 đồng một áo. Rồi. Áo gì đó, ngực 94 E7678. Ngực 94 E7678. Đây là vải vải tầm ý nha các chị, vải tầm ý ha. Vải tầm ý. 30 đồng một áo. Tiếp tục, ngực 94 E78, 30 đồng một áo. Tiếp tục một em nữa, ngực 94 E78, 30 đồng một áo. Tầm ý 4 tà, form của người ta không phải nhà Ngọc. 30 đồng một áo. Ngực 94 E78, tiếp tục một em nữa. Tầm ý 30 đồng một áo. Khỏi cần trả giá, tất cả mọi cái ngày hôm nay Ngọc sale cho các chị khỏi cần trả giá. Từ trước giờ Ngọc về cứ 35 40 đồng với 35 đồng 40 không á. Bây giờ chỉ có một giá duy nhất để cho ông xã Ngọc nhà ở ngoài nhà với Bitcoin nhà nó có thể chốt được dễ đó. Đó, ngực 94 E80 cứ 30 đồng một áo. Cứ order tính tới là các chị cộng luôn càng tốt. Ông có tính sai, các chị cộng luôn càng tốt. Ngực 94 E78. Ngực 94 E78. Đó, cho nên là hả riết riết rồi, có lẽ là Ngọc bán hết mấy cái này, cái là coi như là để từ từ Ngọc coi lại thì có cái order cái nào dễ dễ cho mấy đứa nhỏ nhà đó nó bán. Ai ngờ hôm nào chịu canh nghề này các chị ơi, nó không thích. Thế là thôi Ngọc làm hai chóp luôn. Mấy đứa con nó lên bán là lên bán hàng nó không muốn. Có mình Ngọc à. Ok rồi, giúp dùng Ngọc với ha. 30 đồng một áo. 94 E80, các chị nào mà muốn số lượng nhiều để mà gọi mua đi bán lại thì gọi cho Ngọc nha, nhắn tin cho Ngọc là các chị đang muốn mua đi bán lại. Thì cái Ngọc xin để lại tất cả những cái em của Ngọc theo kiểu cái giá mà chị xin lại cái vốn thôi, xin lại cái vốn ban đầu thôi chứ không nói là cái lời nha, không có chuyện cộng lời. Rồi, ai mà muốn mua đi bán lại thì nói cho Ngọc biết nha. Mà phải mua số lượng nhiều chứ còn mua đi bán lại mà nó mua có 10 áo thì cũng như không nha các chị. Rồi, ngực 94 E80. Ngực 94 E80, 2 triệu đồng một áo. 2 triệu đồng một áo. Von hoa gió của Thế Tuấn, đây là phong của người ta, 2 triệu đồng một áo. 20 đồng một áo. 20 đồng một áo. Các chị mà các chị mà biết sửa, đang học may á, mua mấy cái này về mà cắt mà sửa mà may mà thử. Đẹp cũng chết, có 20 đồng bạc. Rồi, tiếp tục Bảo Anh. Bảo Anh cũng vậy luôn ha. Bảo Anh cũng vậy luôn. Các chị cứ lấy ba áo thì Ngọc Phi shipping cho các chị 25 đồng một áo. Thái Tuấn, đây là bộ ha, đây là bộ nha, 45 đồng bộ quần, tại vì quần này quần ống váy đó các chị, form của nhà Ngọc, quần ống rộng ha, đây là quần ống rộng ha, quần ống rộng ha, đó, form của nhà Ngọc nha, 45 đồng một bộ, ngực 94 E78 80, 45 đồng một bộ. Ngọc còn một bộ size Atlas nè, cổ kiền. Ngọc còn tiếp tục bộ nữa, ngực 94 E78 80,
Từ trước giờ Ngọc mua cái này là tổng cộng nó về là 278 bộ. Cho nên vì vậy Ngọc còn được một bộ bộ trước về cứ 50 á. Rồi sau đó Ngọc bán 45 bây giờ, ngày hôm nay cũng vậy thôi ha. Tại vì cái giá cuối cùng trước nó là 55 bây giờ, 50 rồi giờ còn có 45 à. Còn không thể xuống nữa được nha các chị. Tại vì quần thường Ngọc xuống cho các chị 40 và đây là quần ống rộng á. Cho nên nó hả là nó nặng ở cái tiền shipping của Ngọc với tiền vải của Ngọc nhiều hơn ha. Cái này thì các chị Ngọc thật sự không thể bớt được các chị, tại vì Ngọc phải còn cộng tiền để mà gửi nữa, nó lỗ nhiều hơn đó các chị ha. Thương giúp Ngọc với cái này thì nếu mà Ngọc có tính lỗi Ngọc phải tính lại chứ không thể nào mà giá 40 đâu nhá. Được 94 em 7880 chắc chắn không có thể được. Đây là bộ nha các chị, cũng vậy luôn ha, đây là bộ đó. Giúp Ngọc với cái này quần ống rộng. À, bởi vì cho nên Ngọc không bao giờ đặt ống rộng nó là như vậy đó, tại vì nó nặng đó các chị. Khi mà Ngọc kênh lên đó, tại Ngọc phí shipping á, kênh lên Ngọc thấy nó Ngọc lỗ quá, Ngọc không đặt nữa, là không bao giờ đặt quần ống váy là như vậy đó. À, Ngọc chỉ đặt cho Ngọc thôi. Ngực ngực 94 em 7880 đây là áo lẻ. Cứ 25 đồng một áo thôi ha các chị ha. Mua 3 áo thì Ngọc phí shipping. Mua 2 áo thì cộng Ngọc 10 đồng nha. Các chị nào mà mua 2 áo cộng Ngọc 10 đồng, Ngọc nói trước. Ngực 94 em 78 đây là bộ nha. Đây là bộ, tiếp tục bộ. Đó, đây là bộ ha, quần ống rộng. Đó. Nếu ai mua 2 bộ hay 2 áo cộng cho Ngọc dùng Ngọc 10 đồng. Rồi. Ngực 94 em 78. Tại áo dài nó nhiều vải lắm các chị, nó nặng chứ nó không giống như mà cái áo cánh khác. Áo cánh khác mà Ngọc mua hàng người ta mới chặt hai cái là không có là 8 đồng rồi các chị ha. Còn cái này á nó dài, nó cái vải này là gấp 3 lần những cái áo thường á, cho nên là nó không có thể so sánh được. Kiểu đó Ngọc lấy thêm phụ với Ngọc thôi, chứ còn tiền shipping các chị không có phải là nói là gửi được đâu, 15 đồng chứ không phải là hả có 10 đồng mà có thể gửi được phụ với Ngọc đó nha các chị ha. Người 94 em 78 25 đồng. Tất cả những cái em này Ngọc các chị mua 3 áo Ngọc phí shipping cho các chị nhá. Rồi. Ngực 94 em 78. Ngực 94 em 78. Cũng vậy luôn ha. Rất đẹp các chị, đây là những cái vải Thái Tuấn. Hoa gió Thái Tuấn nhẹ nhàng. Đó. Các chị những cái em này á, đó, Ngọc cũng không có ủi ít theo kiểu kia đâu, đó là mới ra nó vậy á ha. Đây là ngực 94, ngực 94 em 78 80 ha, ngực 94 em 78 80. Cũng vậy luôn nha, cứ 25 đồng áo từ trước giờ nó còn giá. Cái em này coi như là Ngọc hồi đó Ngọc về nhiều đó, Ngọc bán tặng cho các chị đó. Bây giờ cũng vậy thôi, cũng chỉ còn mỗi cái mỗi em áo chỉ còn một áo, người 94 em 7880 chỉ còn một áo duy nhất thôi. Mỗi size Ngọc về, coi như là tổng cộng như Ngọc về là một trăm mấy bộ vừa bộ vừa áo đó cho một cái size. Bây giờ hết rồi, mỗi cái còn một cái đó các chị nha. Người 94 em 7880. Cảm ơn các chị đã thương ủng hộ cho tiệm của Kim Ngọc nha. Rồi, cái này cũng vậy ha. Ngực 96 em 80. Các chị cứ mua 3 áo thì Ngọc phí shipping cho các chị nha. Cứ thế thoải mái, cứ có chị có 25 đồng không thì các chị cứ việc mua ha. Mua giúp Ngọc nha. Ngực 94 em 78. Ngực 94 em 78 lụa sống tình. Còn một áo. Cái này hồi xưa Ngọc về là 40 đồng đó. Hôm nay cũng vậy luôn, chỉ còn có 25 đồng. Các chị cứ tính sao mà tính. Bù qua xét lại. À, nhưng mà còn những cái gì đó. Ngực 94 eo 80. Ngực 94 eo 80. Đây là lụa bảo anh. Nó đẹp đấy, sợ luôn, đây là form của nhà Ngọc. Tiếp tục lụa vải Thái Tuấn. Vải Thái Tuấn nha. Vải Thái Tuấn à, cũng vậy luôn, 25 đồng. Tại cái em bảo anh này hồi trước Ngọc về á, Ngọc về là coi như cần 800 áo. À, Ngọc mua cây in ấn á, cho nên về 800 áo. Ngọc muốn hồi đó Ngọc ra để về cho các chị biết được cái form của nhà Ngọc đó, nên những cái áo này Ngọc để có một giá duy nhất có 25 đồng từ đó nhờ ha. Hồi trước nữa thì nói chung là đặt một cái tiệm á, họ lấy mắc cho đến mới là 30 hay 35 gì đó. Cái bây giờ Ngọc đặt qua một cái tiệm khác nó rẻ hơn chút. À, cho nên là những cái này thì giờ còn có 25 đồng mà thôi. À, bán cho các chị làm quà thôi ha. Coi như là đó. Quá sức tưởng tượng. Mua 4 áo còn 95 đồng. Chị đời nói không? Đã tại các chị mua nhiều thì còn bớt 5 đồng thì các chị bình thường phải không? Các chị mua ít thì trả giá thì Ngọc phải không nói thôi. Các chị mua tự nhiên Ngọc bớt cho các chị. Ngọc có nhiều các chị thương lắm. Ngọc ơi em tính sai rồi, hình như là thiếu của em 10 đồng. Nó dạ không, tại chị mua nhiều á, em bớt chị 10 đồng. Thấy thương lắm, nhiều chị biết thấy thương lắm. Bán hàng nhiều khi mình thấy vui lắm các chị. Người 96 em 80. Cũng vậy luôn nha, 300 đồng một áo. Size XL chỉ còn như vậy thôi. Đó. Hôm nay Ngọc sale hết cho các chị để các chị mua. Chỉ có 25 đồng à. Không có ai áo dài mà đi đặt tiệm mà 25 đồng rồi các chị. Đây là vải Thái Tuấn ha. Tất cả những cái áo này mà các chị mang về thử coi nó không mịn màng nữa thì thôi á. Không biết sao mà nói được.
rất là mịn màng đàng hoàng luôn, giống như da bé bi vậy á, rất là đẹp các chị, mát lắm. Màu nâu, màu nâu, màu nâu cà phê. Đây, áo Thái Tuấn nha, đây là vải Thái Tuấn, đều có size XL, đây là size XL cho các chị, đây là form của nhà Ngọc, đều có size XL nha, cổ truyền thống nha, à, cổ truyền thống, tay dài truyền thống form của nhà Ngọc, cứ 25 đồng cái các chị có quánh tới cho Ngọc, giúp Ngọc ấy. Cái chốt tới cái 25 đồng giúp vậy đó, để cho ông xã Ngọc ở nhà ông chốt cho dễ. Ngày mai thì Ngọc chốt hàng nha các chị, ngày mai Ngọc sẽ chốt hàng cho các chị. Ngọc chỉ lên một size video thôi, để tổng kết cho các chị thôi, chứ còn thật sự ra Ngọc không có giờ để mà Ngọc lên nhiều á. Đó, cứ 25 đồng một áo, đều vải Thái Tuấn, vải trắng Thái Tuấn ha. Ngực 94, eo 78, đều có độ co giãn, mấy cái em Thái Tuấn này đều có độ co giãn. Gấm ngũ sắc 35 đồng một áo, gấm ngũ sắc 35 đồng một áo, ngực 96, eo 80 đều có độ co giãn. Cái này có độ co giãn gấm ngũ sắc nha, còn được một áo nữa, 35 đồng một áo, gấm ngũ sắc. Bộ nha, hồng sen bộ, đây là bộ hồng sen còn đóng rộng, ngực 94, eo 78, 45 đồng một bộ. Thường là 55 đồng đấy nha các chị, nhưng mà cái này là 45 đồng, Ngọc may phong của nhà Ngọc, nhưng mà quần ống rộng 45 đồng mà thôi. Còn để áo lẻ nha, vẫn là 25 đồng, người 94, eo 78, 80 cũng vậy luôn ha, 25 đồng một áo. Ngọc tổng kết lại cho các chị đó. Đó, nhiều khi á hả là Ngọc không có chụp hình ra được á. Đây là cổ cao là 4 cm, cổ cao 4 cm, hàng mới về ha, hàng mới về, 30 đồng một áo. Đây là hàng mới về ha, 30 đồng một áo. Tiếp tục bộ nữa, bộ tiếp tục bộ nữa ha, 45 đồng, 45 đồng, ngực 94, eo 80, ngực 94, eo 80, đây là bộ tiếp tục nha, hồng sen. Đó, các chị chụp xong các chị zoom lại á, chỉ có 45 đồng thôi, không bao giờ mà mặc quần ống rộng ha, mà may theo kiểu form nhà Ngọc, mà cái giá này các chị mua giúp 3 bộ dùng Ngọc ha, 3 áo 3 bộ dùng được. Ngực 94, eo 80, đây hàng Tết nha các chị, hàng Tết ha, 25 đồng một áo, hàng Tết nha, vải Thái Tuấn hoa gió 25 đồng một áo, 25 đồng một áo. Đây là lụa Mỹ nha, lụa Mỹ bộ, Ngọc còn một bộ trắng, lụa Mỹ bộ, nó có một bộ trắng và bộ đen đó các chị, nó còn một bộ đen nữa, Ngọc có về một bộ đen lụa Mỹ á, đó. Thì nó có size XL nha các chị, đó, có size XL, đây nè, đó. Nó có nha, Ngọc có cả hai ha. C5 đó Ngọc đang về bộ đó, cái này là mới về nè các chị. Có size lót và ơi có size XL nha. Đó. Cái màu đen nè, đó. Màu đen thì Ngọc có cả hai ha, Ngọc có cổ kiềng và có cổ của size XL. Ha, bộ Mỹ nha các chị, 40 đồng một bộ. Quần ống thường nha. Còn trắng thì Ngọc còn có một bộ à. Màu trắng này Ngọc còn có một bộ thôi. Rồi, em này thì cũng còn nên áo lẻ nha các chị. Ô, cái này là gấm nhá, gấm ngũ sắc. Đây là gấm ngũ sắc, Ngọc tưởng là lụa ai nhà, gấm ngũ sắc nha các chị. Gấm ngũ sắc có độ co giãn 35 đồng một áo. À, thêm được cái nữa là ba cái gấm. Thì ra Ngọc còn ba cái gấm ngũ sắc. Ok. Ngực 94, em 78, 80, 25 đồng một áo, Thái Tuấn. 25 đồng một áo, Thái Tuấn. Tiếp tục vải lụa. Vải này là gọi gì? Vải gì? Nụ tầm xuân hả? Nụ tầm xuân gì đó. Rồi cũng vậy luôn ha. 25 đồng. 25 đồng. Cũng vậy luôn ha. 25 đồng. Các chị lấy 4 áo thì 95 đồng của Bảo Anh. Lụa Bảo Anh, riêng Bảo Anh thì các chị cứ lấy 4 áo thì Ngọc tính cho các chị 95 đồng mà thôi. Rồi lụa Bảo Anh tiếp tục. Lụa Bảo Anh 4 cái. Các chị cứ lấy 4 cái Ngọc tính cho các chị 95 đồng. Còn nó cứ một cái 25 đồng nha. Ai mà lấy liên tục 4 áo Bảo Anh thì chỉ còn 95 đồng free shipping. Tiếp tục nha, Bảo Anh. Ai cứ lấy 4 áo Ngọc tính cho 95 đồng thôi. Rồi còn free shipping nữa. Cổ thuyền nha, cái này cổ thuyền cạn nha các chị, không phải cổ kiềng đâu, cổ thuyền cạn ha. Cổ thuyền cạn là mặc nó không có bị trễ đó ha. Cổ thuyền cạn làm sao là đây Ngọc mặc cho các chị so sánh với cái cổ này. Có nhiều chị nói không hiểu cổ thuyền cạn, Ngọc nói cổ thuyền là cổ thuyền chứ tại sao có chiếc cạn trong đó. Là bởi vì em đặt không, Ngọc đặt á, đây là cái áo Ngọc đặt. Ngọc không có đặt theo kiểu cái loại trễ cái cổ xuống. Đó. Các chị thấy không? Mặc áo nhung á thử không được. Đây. Đó, thuyền cạn là nó chỉ là cái rộng cái vai có chút xíu thôi, nó xuống có chút xíu à. Đó.
chứ không phải là ngửa tới ngực tới đây. Đó, cho nên em để cho các chị coi là như vậy. Đó, nó không có. Trời ơi tay em đau quá, em ấy vô không được. Đó, tay em đau quá. Tay đau quá, không 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 có ướm được như hồi xưa. Đây này mà áo nhung á cũng khó hơn, khó ướm hơn. Nhưng mà đây là cổ thuyền cạn, Ngọc không có đặt cổ thuyền rộng. Rộng bờ vai hay là rộng ngực, không có vest sâu như các chị. Đó. Đây cũng vậy luôn ha. Rồi, đây là vải Thái Tuấn ha, cũng vậy luôn, các chị cứ lấy bốn áo thì gì đó. Mẹ bảo anh á hay bốn áo gì cứ 95 đồng nha các chị. Cứ bốn áo là 95 đồng nhá. Cứ một áo thì 25 đồng mà bốn áo thì 95 đồng, và bớt cho các chị 5 đồng. Rồi, tiếp tục nữa ha, đó. Bảo anh. Rồi, một em cườm. Một em cườm này ha, một em cườm này là vải vải tầm ý. À, phong của người ta các chị không thích có thể tháo tháo cườm ra và tháo cái mặt trong dùng ngọc khen. Đây họ kết từng hạt một, các chị tháo cái mặt trong ra ha, cái mặt trong á bấm bấm từng cái chỉ ra thôi nha, bấm từng cái chỉ ra, nó không có hư hại gì đâu, vải lụa tầm ý này không có hư hại. Các chị có thể lấy mấy cái cườm này ra cũng được, không sao ha. À, tầm ý nha. À, đây là vải tầm ý, chỉ 30 đồng một áo. Tầm ý cùng với áo trắng kia cũng chỉ vậy, cái nào cũng cườm, tại vì cái độ nặng của nó đó, Ngọc chỉ xin lại cái tiền shipping chứ còn không phải lời trong cái những cái áo này, tại nó nặng á, Ngọc không có đặt mà người ta gửi qua cho Ngọc phải bán thôi. 15 đồng một áo. À, gì cách tân vải lụa cách len, vải cách len nha, vải cách len mà cách tân 15 đồng một áo. Rồi Kim Ngọc đã thâu xong size S lót và Kim Ngọc đã tổng kết xong. Các chị nào mà chốt đó thì mình có mấy cái số đó giúp dùng Ngọc ha. Đây là những cái hàng on sale đến cuối cùng của cái form dáng của nhà Ngọc. Các chị cứ mua 4 áo thì Kim Ngọc bớt cho các chị 5 đồng, và 3 áo thì Kim Ngọc free shipping cho các chị ở khắp các tiểu bang. Và các chị giao với em một ký check cái gì cũng được hết nhá, PayPal cũng được luôn, nhưng mà PayPal thì Ngọc phải chọn thêm 3%. Ngọc nói trước về điều đó tại vì PayPal nó khác với lại những giao và với em một. Cảm ơn các chị rất nhiều, và Kim Ngọc xin hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Tạm biệt các chị.